Em có ý gì? Những lời em vừa nói cũng phải chọn lúc chọn chỗ mà nói chứ. Nên là chỗ nào, lúc nào chứ? Em làm vợ tệ đến mức nào mà anh phải tìm những người mà anh cho là những trường hợp thành công đến dạy dỗ em về cách làm vợ vậy? Đó là nhóm bạn của ông Triệu. Người ta cũng có ý tốt, biết quan hệ chúng ta căng thẳng. Hy vọng tìm người nói chuyện với em. Sao em phải cáu giận vậy chứ? Bây giờ anh còn không hiểu vấn đề giữa chúng ta nằm ở đâu sao? Giữa chúng ta không có vấn đề gì là không thể giải quyết. Em đừng có lần nào cũng hiểu nhầm ý tốt của anh được không? Hiểu nhầm gì chứ? Anh tìm các phu nhân nhà giàu đến phê phán em không biết tốt xấu. Đây chính là ý tốt của anh sao? Đây chỉ là bữa tiệc xã giao đơn giản thôi mà. Em cảm thấy chúng ta không cần phải tranh luận tiếp nữa. Ai cũng có công việc, đều bận cả. Với cả, có nói nữa thì anh cũng sẽ không hiểu em muốn cái gì. Lúc nào em cũng chỉ nghĩ tới em muốn gì. Em có từng nghĩ anh muốn gì không? Không phải lúc đầu anh vì nghĩ cho em mà rời khỏi Phong Thịnh ư? Điều anh hối hận nhất chính là đã chiều em đến mức chỉ nghĩ đến bản thân mình như bây giờ. Anh chiều em đến mức chỉ nghĩ đến bản thân mình ư? Anh tưởng em ở Phong Thịnh đều nhờ cả vào anh sao? Chúng ta đi đến ngày hôm nay, tất cả là nhờ công sức của mình anh ư? Lúc đầu em nói em không muốn nghỉ việc. Vậy được, anh nghỉ. Bây giờ em lại cảm thấy khó mà lo về mọi mặt. Đây là con đường em tự lựa chọn. Nếu không chịu được áp lực này, tại sao em không nghỉ việc đi? Tại sao chứ? Việc gì em phải nghỉ việc? Anh có chút trách nhiệm và nghĩa vụ nào với gia đình, với con cái chưa? Bởi vì em là mẹ, em là vợ, chăm sóc gia đình là việc cần phải làm. Vậy anh cũng đừng quên, anh là người chồng, là người bố. Vậy em cho rằng anh liều mạng bên ngoài như vậy là vì cái gì? Không phải vì em, vì cái nhà này sao? Anh vì em ư? Vậy tại sao anh không tĩnh tâm lại mà tìm hiểu xem cảm nhận của em, không dành thời gian cho em? Kể từ khi sinh Quả Quả cho tới giờ, việc có thể giải quyết bằng tiền là anh không bỏ ra thêm chút thời gian nào nữa. Anh đem trách nhiệm anh nên gánh vác, thời gian anh nên ở bên cạnh em đều đẩy cho mẹ anh. Anh nói anh vì cái nhà này. Thực ra, anh chỉ là đang lấy công việc làm nơi trốn tránh gia đình này. Bây giờ thì ai đang trốn tránh thế? Anh luôn cố gắng giải quyết vấn đề, còn em cứ động chút là đòi ly hôn. Bây giờ còn nhờ Lưu Hạ thuê phòng, em có ý gì? Lấy việc chuyển nhà để uy hiếp anh à, đúng không? Uy hiếp anh ư? Quản Nhất Hạc, e rằng anh đã tự đánh giá mình quá cao rồi. Cho nên trong lòng em, anh chẳng có chút giá trị nào ư? Vậy anh còn mặt dạn mày dày mà níu kéo làm gì? Muốn ly hôn chứ gì? Được, ly hôn là xong. Được, ly hôn thì ly hôn. Ngày mai em chờ anh ở cục dân chính. Cô ơi, chúng ta đi đâu đây? Tùy bác. Bác Tài cứ đưa tôi đi đâu đó hai vòng đi. Cãi nhau rồi đúng không? Thanh niên như các cô là diễn như trong phim truyền hình vậy. Bác Tài, đi Fortin Plaza đi ạ. Được. Con khủng long nhỏ nhìn thấy dương châu báu ở dưới cái cây. Sau đó con khủng long nhỏ đem dương châu báu về nhà. Chúng ta sẽ kể tiếp câu chuyện sau vào ngày mai nhé. Không đâu, hôm nay mẹ kể đi.
Chúng ta đã hứa rồi, hôm nay chỉ đọc 10 trang, con không nghe lời, lần sau không đưa con tới đây nữa, con nghe lời, chúc mẹ ngủ ngon. Ai đấy? Là tôi, Tiểu Bạch. Tôi quay lại lấy chút đồ. Chúng ta đi ngủ thôi. Chào, đứa bé ngủ rồi ư? Ngủ rồi. Chị thường đưa con đến tăng ca cùng sao? Gần đây bận bù đầu, thằng bé rất bám tôi, cho nên phải dắt theo. Mẹ con tôi ngủ cũng rất ngon. Em thực sự ngày càng khâm phục chị. Khâm phục tôi đã khiến gia đình và công việc đều hỏng bét ư? Đem con đến ngủ ở phòng làm việc, có gì đáng khâm phục đâu. Làm mẹ thật quá vất vả rồi. Muốn làm người mẹ tốt thì phải học được cách chọn lựa. Đúng vậy. Ai cũng sẽ nói người mẹ phải hy sinh, phải học cách chọn lựa. Vậy còn người bố thì sao? Sao không ai nói với người bố? Anh phải hy sinh, phải học cách chọn lựa. Sao tôi nghe lại thấy sự oán giận thế nhỉ? Sao vậy? Dự án sự nghiệp trái cây tiến triển không thuận lợi ư? Thuận lợi. Nhờ dự án này mà em trưởng thành rất nhiều. Vậy thì tốt rồi. Chị Mary, rất xin lỗi vì sự ấu trĩ ngày trước của em đã đem lại nhiều phiền toái cho chị. Lúc đó em thật sự không hoàn toàn ý thức được vấn đề của mình. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chỉ nghĩ cho lập trường của mình, cảm thấy mình không sai. Nhưng trong ngành này, nhiều người đều cố gắng cẩn thận duy trì sự cân bằng không dễ mà có được. Em làm như vậy, chắc chắn đã phá vỡ sự cân bằng của rất nhiều người, cũng gây khó khăn cho nhiều người. Tối nay, cô tới tâm sự với tôi sao? Em tới công ty để viết mail, luôn tiện hỏi xem về lời hứa chức vị ngày trước, khi nào thì thực hiện. Đơn xin đã được đệ trình lên rồi, không thiếu phần của cô đâu. Em phải đưa quả quả đi bệnh viện. Mẹ chồng em nói quả quả đi ngoài không bình thường. Quản Nhất Hạc đâu? Đang dự tiệc xã giao. Chồng trước của tôi cũng vậy. Cách tốt nhất chính là cô cứ độc lập giải quyết vấn đề, mặc kệ là có chồng hay không. Thời khắc quan trọng chỉ có dựa vào bản thân mình, không mong chờ ở người khác. Chỉ có như vậy thì mới có thể thản nhiên mà đối mặt với các kiểu vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Đi đi. Lên xe đi. Chạy nhanh đấy. Sao cô không nỡ gọi xe à? Hôm nay tan làm sớm, tôi định đi tàu điện ngầm. Chuyến cuối của tàu điện ngầm là 11:30. Đến chuyến cuối cô còn không bắt kịp. Cô còn nói là tan làm sớm. Cô rõ ràng là đang tố cáo tôi bóc lột cô. Tôi tự giác tự nguyện tăng ca đấy. Được chưa, xếp cao. Cô gái ơi, tôi dạy cô một kinh nghiệm. Sau này cô có thể dùng kinh nghiệm này để đối phó với tôi. Lúc dự án không bận thì cô có thể chọn lời quan trọng của lãnh đạo mà nghe. Phải biết học cách nghỉ ngơi thỏa đáng. Đến lúc cô thực sự lên tuyến đầu, cho dù việc lớn hay việc nhỏ thì cũng phải chăm chỉ rèn rũa, tích cực chấp hành. Như vậy mới có thể tiến triển nhanh chóng. Bây giờ cô tăng ca là tăng ca ở bộ phận nào vậy? Được, tôi đưa cô về nhà.
Mẹ ơi, quả quả đâu? Nhỏ tiếng chút, cháu vừa ngủ rồi. Con bế cháu đi bệnh viện, đợi một chút. Cháu vừa ăn sữa xong thì đừng gọi nữa. Mẹ nhớ ra chuyện gì rồi? Sáng nay cho cháu uống chút dầu ô liu, đó không phải là bổ sung sắt sao? Ai ngờ quả quả đi vệ sinh lại toàn màu tím. Không sao thì tốt rồi. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Sắc mặt mẹ không tốt lắm. Không sao. Dạo này tim mẹ không ổn lắm. Ban ngày cảm thấy hụt hơi. Buổi tối cũng ngủ không ngon. Đặc biệt là ban đêm. Lại cứ cảm thấy từ chỗ này cuống họng như muốn bật ra. Mẹ, vậy con đưa mẹ đi bệnh viện nhé. Tim mạch không phải là chuyện nhỏ đâu. Không cần, không cần đâu. Nào nào, con ngồi đi. Không sao đâu, bác sĩ đã nói rồi. Chỉ cần không tức giận, không lo lắng, không mệt là được. Con người già rồi, vô dụng, chẳng gánh vác được gì. Đừng bận tâm. Chỉ cần con và Nhất Hạc vẫn tốt đẹp, quả quả khỏe mạnh là mẹ không sao rồi. Mẹ ơi, quá vất vả thì mẹ đừng cố chịu. Không sao. Nhất Hạc đâu ạ? Sao vẫn chưa về? Nó gọi điện cho mẹ nói tối nay phải tăng ca không về. Nó chưa nói với con sao? Vâng, anh ấy nói rồi. Con quên mất. Không sao. Con về là tốt rồi. Vậy mẹ đi ngủ trước đây. Mẹ ơi, mẹ có nói với Nhất Hạc chuyện quả quả đi ngoài không bình thường không? Nói với nó làm gì? Nó bận thế, không phải có mẹ rồi sao? Không sao đâu. Con cũng rất bận mà. Anh xem mấy cái đèn đường này, buổi tối rất sáng, rất an toàn. Còn có thể gác cổng này, nó chỉ có thể đi tầng tương ứng, tuyệt đối an toàn. Được. Vậy em đưa anh lên tầng xem. Anh à. Chính là căn phòng này à? Đúng rồi. Anh, có cần em nói với chị dâu là đang thiếu nhà, kéo dài thời gian một chút không? Em không giúp cô ấy thuê, cô ấy tìm chỗ môi giới khác không phải cũng vậy sao? Thẻ gác cổng và chìa khóa cứ đưa anh một bộ, không cần nói cho cô ấy biết. Anh, như thế là vi phạm quy định của bọn em, có bao nhiêu chìa khóa phải đăng ký. Bảo em bổ sung thì cứ làm đi. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được. Xin gọi lại sau. Bởi vì em là người mẹ, em là người vợ, chăm sóc gia đình là việc phải làm. Nói với nó làm gì, nó bận như thế, có mẹ là được rồi. Cho nên trong lòng em, anh chẳng có chút giá trị gì sao? Vậy anh còn mặt dạn mày dày níu kéo làm gì? Muốn ly hôn chứ gì? Được, ly hôn đi.
Thỏa thuận ly hôn. Giờ lớn gan rồi, vào cũng không gõ cửa. Như thế không hay đâu. Anh có ý gì? Tôi có ý gì đâu. Trước giờ tôi chưa từng bỏ qua cơ hội động viên cấp dưới, hoa tươi mỗi ngày, sau này tôi nhận thầu. Có phải anh cảm thấy tất cả mọi việc phải nằm trong sự kiểm soát của anh không? Đến chút sở thích tự tặng hoa cho mình, anh cũng muốn tức đi, muốn áp chế tôi. Nói đi nói lại, cô không cảm thấy tự tặng hoa cho bản thân là rất kỳ lạ sao? Cần anh quan tâm à? Lãnh đạo tặng hoa cấp dưới càng lạ hơn. Nguyệt Nguyệt, những lời cô nói với tôi ở thang máy hôm đó, tôi hiểu cả. Cũng không phải chưa từng có ai nói với tôi. Có điều người khác nói thì khác, dẫn đến hiệu quả cũng khác. Vậy nên tôi quyết định bắt đầu lại. Cảm ơn cô Vương Nguyệt Nguyệt. Cô không cảm động ư? Tôi đã cải tà quy chính, thay đổi triệt để rồi. Tôi cảm động. Tôi còn muốn đi sao? Xin chào. Số máy quý khách gọi đang tắt máy. Xin lỗi. Diệp Tiểu Bạch ơi là Diệp Tiểu Bạch. Chị còn không quay lại thì chồng chị sẽ trở thành của người khác đấy. Sếp quản ở đâu rồi nhỉ? Giật cả mình. Sếp quản. Không phải tối qua anh lại cãi nhau với chị Tiểu Bạch đấy chứ? Bây giờ mấy giờ rồi? 8 giờ hơn rồi. Anh có cần em giúp anh không? Anh đây là không sao. Hôm nay sofa cũng chuyển đến. Ngày mai không cần ngủ ở đây nữa rồi. Anh đây là đang bỏ nhà đi hay sao? Cái gì nhỉ? Điện thoại anh hết pin rồi. Vậy sao? Anh chú ý nghỉ ngơi nhé. Đúng rồi, đây là cà phê mua cho anh. Có việc gì anh gọi cho em nhé. Được, em đi làm việc đi. Alo, anh đến đâu rồi? Anh đang ở công ty. Anh có ý gì vậy? Không dám đến à? Nếu không đến thì cũng phải nói với em một tiếng chứ. Quản Nhất Hạc, thời gian của em cũng rất quý giá. Liên quan đến chuyện ly hôn, anh nghĩ anh muốn gì không liên quan đến em. Tại sao lại tắt máy? Hôm qua quả quả ốm anh có biết không? Bây giờ lại còn để em chờ đây như một con ngốc hơn nửa tiếng đồng hồ. Phiền anh tôn trọng em một chút có được không? Quả quả bị ốm ư? Sao không nói với anh thế? Còn bây giờ ra sao rồi? Dựa vào đâu mà người khác phải nói với anh? Bản thân anh là người có gia đình, có con, bản thân anh không biết sao? Động một chút là lấy công việc ra làm cái cớ. Có phải ly hôn cũng phải nhờ trợ lý của anh hẹn thời gian không? Quản Nhất Hạc, anh không phải là mặt trời, trái đất cũng không phải xoay quanh anh đâu. Anh mặc kệ trái đất xoay quanh ai.
Anh đã nói không ly hôn là không ly hôn. Thỏa thuận ly hôn, bên A, bên Nam, năm sinh. Có thôi đi không chứ? Ngoan nào, chúng ta đi bộ về nhé con yêu. Đi một lát rồi mẹ bế. Mẹ bế, con nhìn mẹ xem, mẹ xách nhiều đồ thế này làm sao bế con được. Được rồi, bế nào, để mẹ bế nhé. Mẹ bế đi nào. Đã vui chưa? Nếu bây giờ anh không chịu ly hôn, vậy chúng ta nói chuyện rõ ràng đã. Thỏa thuận ly hôn luật sư soạn thảo đây. Ký tên đi, lát nữa dùng đến. Em mong chờ ly hôn đến vậy sao? Cũng do anh ép cả thôi. Nếu đã không giải quyết được vấn đề, thì ít nhất ly hôn có thể giúp hai ta được giải thoát. Ai đồng ý ly hôn chứ? Anh luôn muốn giải quyết vấn đề. Anh cố gắng lâu như vậy, tại sao em còn cố chấp? Đến vấn đề Triệu Kim Tử, anh còn chưa nói rõ ràng. Anh còn giải quyết vấn đề gì? Vậy anh chiều lòng em từ chức thêm lần nữa là giải quyết được vấn đề sao? Giờ đã không còn là lúc nói những chuyện này rồi. Dù gì thì em cũng không thể chịu nổi cuộc hôn nhân khổ sở này nữa. Không chịu nổi thì không cần miễn cưỡng nữa. Vậy anh ký đi. Anh không có bút. Nhất Hạc, Tiểu Bạch, hôm nay không phải tăng ca thì mau về nhà ăn cơm. Bà Lưu mua thêm thức ăn nhé. Bà Diệp, tôi với bà cùng nhau đi tẩm bổ cho các con. Nếu anh thật sự không muốn ký, thì tạm thời ly thân. Đừng để cho mẹ biết. Tạm thời vậy đi. Cho dù thế nào, anh không muốn, cũng sẽ không ly hôn với em. Vậy anh hãy nghĩ cách giấu mẹ đi. Thế này vậy. Anh sẽ nói với hai mẹ, dạo này anh bận dự án. Anh thuê phòng ở gần công ty cho em và con ở. Vậy anh về nhà ở. Anh về nhà sẽ lộ mất. Anh ở công ty. Được thôi. Anh có thể nói chuyện về quả quả không? Quả quả làm sao? Chúng ta đã bàn xong chuyện về con rồi còn gì? Anh không có ý này. Chỉ là anh vẫn chưa xem kỹ thỏa thuận. Anh chỉ nghĩ chuyện của quả quả, chúng ta có thể bàn lại không? Anh có yêu cầu gì? Anh nghĩ có thể thay đổi việc cho anh thăm con vào cuối tuần thành em chăm một tuần. Anh chăm một tuần được không? Quản Nhất Hạc, bây giờ em đang bình tĩnh thảo luận với anh về vấn đề này. Cái gì mà anh chăm một tuần, em chăm một tuần? Anh đã chăm con bao giờ chưa? Cái gọi là anh chăm một tuần chính là mẹ anh chăm một tuần. Mẹ nhiều tuổi rồi, sức khỏe không tốt, một mình có trông nổi không? Ngoài ra em đề nghị anh nên chuẩn bị thêm mấy chiếc điện thoại.
Đã làm bố rồi, anh không thể mất liên lạc vì điện thoại hết pin được. Bà đến rồi, vẫn còn ngủ sao? Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Dạo này Nhất Hạc bận quá, nó sợ ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của Tiểu Bạch và Quả Quả, nên toàn ngủ ở sofa với ngủ ở công ty. Tiểu Bạch dậy rồi à? Con vừa cho cháu ăn, bây giờ ngủ rồi, chắc phải 2 tiếng nữa mới dậy. Nhất Hạc vẫn ngủ à? À, tối qua anh ấy tăng ca, ngủ ở công ty ạ. Gần đây thằng bé này cũng mệt mỏi lắm. À phải rồi, hôm qua nó gọi điện cho mẹ bảo là hai con thuê nhà ở gần công ty à? Vâng ạ. Được rồi, tốn chút tiền cũng được. Nó cũng được ngủ ngon giấc. Bà thông gia này, chúng nó sang ở gần công ty rồi thì bà chuyển qua đây, trả căn phòng kia đi. Tiểu Bạch, qua đây. Tiểu Bạch, quản Nhất Hạc đã mấy ngày rồi chưa về. Nó có bận mấy thì cũng đâu thể không về nhà, bỏ mặc con và đứa trẻ. Chờ hết bận rồi tính sau ạ. Tiểu Bạch, con nói thật với mẹ đi. Có phải hai đứa xảy ra chuyện gì rồi không? Không có gì đâu mẹ. Chỉ là dạo này bọn con bận quá, ít liên lạc với nhau thôi ạ. Con có chuyện gì đừng có giấu mẹ đấy. Vâng. Hai con đều là người có văn hóa, gặp phải vấn đề gì nhất định phải giải quyết bằng lý trí, không được giống như mẹ đâu, con nhớ chưa? Thật sự là không có chuyện gì đâu, mẹ đừng lo lắng nữa. Thật là không sao chứ, đừng có lừa mẹ đấy. Khó khăn lắm, mẹ mới có được vài năm yên ổn. Nếu con và Nhất Hạc mà có chuyện gì, nửa đời sau này mẹ chẳng biết sẽ sống ra sao nữa. Không sao đâu mẹ. Con sắp đi làm muộn rồi, mẹ rửa giúp con nhé, con đi trước đây. Mẹ, con xin lỗi. Con lại khiến mẹ phải lo lắng rồi. Diệp Tiểu Bạch, nhất định phải ổn. Không được sụp đổ. Vì mẹ và con, mình cũng phải phấn chấn lên. Anh, mấy cửa hàng như vậy cũng nằm trong phạm vi công việc của chúng ta sao? Phát tài rồi. Thôi đi, nghĩ gì thế? Tôi đưa các cậu tới là để biết mấy đồ xa xỉ thôi. Hàng cao cấp, hàng hiệu. Lần trước cô đến chỗ giám đốc đưa đồ, có nhìn thấy anh tôi không? Có. Kiểu áo sơ mi, giày da trên người anh tôi ấy. Nhãn hiệu cao cấp. Hai người vào trung tâm thương mại. Một người đi từ Đông sang Tây, một người đi từ Tây sang Đông, đi từng cửa hàng hỏi giá giúp tôi. Hỏi giá gì cơ? Thì hỏi xem có giảm giá gì không? Đúng rồi, đồ dưới 2.000 tệ, phối giúp tôi một bộ. Anh, có phải anh định đi tán gái không? Anh không cần trưng diện, anh cứ như thế này đã đẹp trai lắm rồi. Đẹp gì mà đẹp? Người đẹp vì lụa, biết chưa hả? Mau đi đi, đi đi. Được, bọn em sẽ tìm cho anh. Mau đi đi.
Bác Tài, chào cô gọi xe à? Vâng, phiền bác khiêng giúp tôi. Cảm ơn. Sao anh lại tới đây? Em ra ngoài à? Cẩn thận đấy. Không sao, không sao. Đồ ăn sáng của em đây. Ngọt ngào quá. Em ra ngoài mà không chịu nói với anh một tiếng sao? Đi không nổi hai ngày. Sao hả? Nhớ em à? Nhớ chơi game online với em. Em đi bao lâu? Không biết. Không chuẩn được. Anh đưa em đi nhé. Anh không đi làm à? Còn xe thì sao? Không sao, không sao. Em vào đi. Đi thôi, bác Tài. Có phải anh cũng chưa ăn sáng không? Chưa ăn. Cho anh miếng to này. Em không thấy hôm nay anh có gì khác sao? Chưa rửa mặt à? Ngoài cái đó ra, cái khác. Cái khác. Nhìn anh ăn kìa. Chưa đánh răng. Bỏ đi. Biết rồi, thay quần áo mới. Đẹp trai lên rồi. Vậy sao? Anh cũng thấy thế. Vào đi. Em quay lại đi làm rồi. Nói với anh một tiếng. Nếu anh muốn thu dọn đồ đạc thì bây giờ có thể về nhà. Được. Vậy đợi lát nữa anh về. Quay về thu dọn. Triệu Kim Tử. Alo. Được, lát nữa tôi xuống. Không. Về nhà tôi lấy hành lý đã, rồi mới ra sân bay được. Được. Anh làm việc đi, em đi trước đây. Kim Tử, anh thế này so với anh họ anh không kém chứ? Anh bị điên à? So với anh ấy làm gì? Bác Tài, lái về phía trước. Chính là người ở đằng trước. Đúng rồi, đi thôi, được rồi. Lưu Hạ, sao em lại ở đây? Vâng, anh ơi, em tiễn hai người. Xếp quản, mau lên xe đi. Hai người vẫn ổn chứ? Ổn. Ổn không thể hơn được nữa. Quả quả ăn ngon miệng đúng không? Ăn cho béo tròn vào nhé. Hai cái đứa này làm phòng loạn cào cào thế này. Nào nào, cháu tự chơi nhé. Quả quả tự chơi nhé. Bà ngoại làm việc. Xem lại làm cho loạn cào cào lên. Sao căn phòng này lại thành ra thế này chứ? Căn phòng bị lật tung lên hết rồi. Thỏa thuận ly hôn bổ sung quản Nhất Hạc. Đưa con, đón con đi học tiểu học. Bà Thông gia, mau qua đây đi. Bà hét gì vậy, giật cả mình. Bà Thông gia. Được rồi, tôi tới đây.
Bà làm gì vậy? Bà làm cháu nó sợ đấy. Bà xem đi này. Đây là cái gì vậy? Tôi nói bà nghe. Nhất Hạc mang vali đi rồi. Giày cũng không thấy rồi. Quần áo cũng mang đi rất nhiều. Đây là cái gì vậy? Thỏa thuận ly hôn. Tôi biết. Đây là chuyện gì vậy? Trên đây chính là những yêu cầu của chúng tôi với các anh. Nhưng... mẹ, chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ các anh hoàn thành công việc liên quan. Nhưng như tôi đã nói, các anh phải cố gắng hết sức giúp chúng tôi hoàn thành việc thẩm định. Được, cô cứ yên tâm. Bà nói xem hai đứa này có chuyện gì vậy? Không nghe điện thoại. Hai đứa này làm người ta tức chết đi được. Tôi đi tìm Tiểu Bạch. Sao vậy? Chật lưng rồi. Tránh ra, tránh ra. Mẹ ơi, mẹ. Bà mau nằm xuống đi, nằm xuống. Bà đừng cử động. Mẹ không sao chứ ạ? Gì mà không sao chứ? Mẹ sao thế ạ? Con nhìn xem đây là chuyện gì. Đây là chuyện gì hả? Là chuyện gì? Đây là con với quản Nhất Hạc viết đùa nhau thôi. Con bảo anh ấy vứt đi mà anh ấy vẫn chưa vứt. Con lấy chuyện này ra đùa ư? Mẹ thấy hai đứa không ổn lắm. Con nói quản Nhất Hạc đi công tác, có phải hai đứa đã bàn nhau để nó chuyển ra ngoài không? Đã đến lúc này rồi, con còn nói dối hai mẹ ư? Mẹ thấy con giỏi rồi, nói dối cũng không lắp bắp nữa rồi. Kết hôn là trò đùa, ly hôn cũng là trò đùa sao? Mẹ hỏi con. Con muốn kết hôn ly hôn chớp nhoáng? Con muốn mẹ tức chết à? Mẹ ơi, mẹ ơi. Bà nằm yên đi, nằm yên đi. Cứ kích động như thế làm gì? Cái này chỉ là do lúc bọn con cãi nhau, tức nhau mới viết ra thôi. Bọn con đã làm lành rồi. Không phải như hai mẹ tưởng tượng đâu. Chỉ là thứ viết ra chơi mà quên vứt đi thôi. Thôi được rồi, con đừng nói dối hai mẹ nữa được không? Con cũng đừng lừa mẹ nữa. Bây giờ con với Nhất Hạc rốt cuộc là làm sao vậy? Đúng, rốt cuộc làm sao vậy? Bọn con thảo luận. Thảo luận chính là... là cái gì? Chúng con vẫn chưa tới lúc ly hôn. Chưa tới lúc ly hôn. Nào, có vợ chồng bình thường nào lại không có việc gì đi thảo luận việc ly hôn kia chứ? Mẹ ơi, đứa con gái đáng lo của tôi. Đây là chuyện gì chứ? Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy mà. Tiểu Bạch, mẹ với mẹ con không chịu nổi sự giày vò của các con nữa, con biết không? Hai mẹ không chịu nổi nữa. Vâng mẹ ơi, không tin mẹ gọi điện cho Nhất Hạc đi. Mẹ hỏi anh ấy xem, con nói thật mà. Bà còn làm gì thế, mau gọi cho nó đi. Được, tôi sẽ gọi. Điện thoại của tôi đâu rồi? Mau, gọi đi. Đây là chuyện gì chứ? Vừa xuống máy bay đã một đống việc. Không kịp nữa. 16 phút còn lại em chuyển đi. Chuyển sang điện thoại của em, sau đó đi in ra. Lát nữa phải đi gặp sếp Hà, phải thay quần áo. Thế này nhé, em cầm điện thoại của anh về phòng mà làm nhé. Được, lát nữa đem trả cho anh. Vâng. Alo, cháu chào cô ạ. Cháu là trợ lý của sếp quản. Sếp quản đang thay quần áo, điện thoại đang sạc. Vâng ạ, cháu sẽ chuyển lời cho anh ấy là cô đã gọi điện. Cháu chào cô. Giấy thỏa thuận ly hôn bổ sung đã bị phát hiện rồi, em không giấu nổi nữa. Triệu Kim Tử là trợ lý của Nhất Hạc. Hai người đừng suy nghĩ lung tung. Bọn con cũng không thể ly hôn. Chính là vì đã thỏa thuận ly hôn nên sẽ không thể ly hôn được. Nhưng các con... Mẹ sao thế? Bà chậm thôi. Con xem con làm mẹ con tức giận. Không phải
hai bà già này làm khó cho các con, mà do hai đứa có lỗi trước. Trước khi kết hôn thì không chịu bàn bạc với hai mẹ. Kết hôn là chuyện tốt thì cũng thôi đi. Sau này con có chuyện gì, lại là kiểu tiền trảm hậu tấu, làm mẹ tức chết rồi mẹ sẽ trực tiếp đi tìm bố chồng con báo cáo. Mẹ ơi, hay đợi Nhất Hạc rảnh chút, mẹ gọi video cho anh ấy, hai mẹ đừng chút hết lên một mình con. Từ từ thôi.